Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 50 đô token DEX nè. Thì tổng pool của chương trình này góp này có 50.000 đô token DEX nè. Chương trình này góp này random cho 1.000 member may mắn nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click vào link mô tả dưới link phone của mình nè bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nè. Kèo random mà rất là ngon nha bạn. Bạn nào mà bạn theo dõi nè. Rồi sau đó các bạn mình đáp lên nè. Rồi sau đó các bạn request bot cho tăng ba người bạn của mình vào nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tweet nha tất các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Các bạn tweet nè. Sau đó các bạn mở link form nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất các bạn đã sẵn sàng ai góp các bạn. A+123443 nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Twitter của tất các bạn đã sẵn sàng ai góp các bạn. Ơi đã follow ai góp nè. WinVNN9 nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Chocolate của tất cả các bạn nè. Kèo này ngon thiệt chứ. Rồi các bạn dán vào. Rồi các bạn bấm Submit các bạn. Ok, để chữ Khomju là xong rồi các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 50 đô token DEX đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.